Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các loại giấy để vẽ tranh thủy mặc. Theo quan điểm của mình thì có lẽ giấy là nguyên liệu quan trọng nhất trong vẽ thủy mặc, bởi vì là những cái nguyên liệu khác mình đã thử thì mình thấy ví dụ như là mực này, bạn dùng mực thỏi hay là mực nước, dùng loại rẻ tiền hay loại đắt tiền thì thực ra cũng không có khác biệt nhiều. Cọ thì những cây cọ đúng chuẩn và đắt tiền thì vẽ sẽ dễ hơn, nhưng nếu mà bạn dùng cọ rẻ tiền một chút hay thậm chí là dùng cọ màu nước, các bạn vẫn có thể vẽ nên bức tranh thủy mặc. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng giấy sai hay dùng sai loại giấy thì sẽ rất khó vẽ và sẽ không bao giờ thể hiện được đúng cái nét đẹp của tranh thủy mặc. Thì ở trên mặt bàn mình lúc này thì mình có để ba loại giấy chính để vẽ tranh thủy mặc. Thì như các bạn thấy là đây là giấy sinh tuyên, đây là giấy thục tuyên, còn đây là giấy bán sinh tuyên. Thì như các bạn thấy là mắt thường gần như không phân biệt được ba loại giấy này. Và bản thân mình khi mà mua họa cụ thì mình mua qua Shopee thì cũng rất nhiều lần bị giao nhầm. Khi mà mình đến một cái shop họa cụ trực tiếp, mình có đến một cái shop là Lộc Art Store ở thành phố Hồ Chí Minh, thì các em nhân viên ở đấy thì cũng chỉ biết là có một loại là giấy xuyến thôi. Còn các em ấy không hề phân biệt được đâu là giấy sinh tuyên, đâu là giấy thục tuyên và đâu là giấy bán sinh tuyên. Và chọn đúng cái loại giấy này thì rất là quan trọng. Thì bây giờ mình sẽ thử vẽ một vài nét trên những cái giấy này để giải thích cho các bạn nó khác nhau ở chỗ nào. Thì đây là giấy sinh tuyên. Thì như các bạn thấy là nó khác với và khi vẽ bằng cái giấy này thì mình sẽ phải đợi mình một chút, mình muốn lót một cái tờ giấy ở dưới, mình sẽ giải thích tại sao. Đây đây bây giờ mình sẽ thử vẽ cho bạn một vài nét cọ ở trên cái giấy sinh tuyên này nha. Như các bạn có thể thấy, đây là mình thử vẽ cái bông hoa lan, và như các bạn thấy giấy sinh tuyên này thì nó có cái độ loang mực, tức là ví dụ như là bạn để mực ở đây, bạn nhấc tay và thấy là mực nó tự tỏa ra các phía, và mực loãng thì sẽ loang nhanh hơn mực đặc. Thế nên là khi mà các bạn vẽ ở trên cái giấy sinh tuyên này thì các bạn phải kiểm soát mực. Ví dụ như là các bạn khi mà muốn nó không loang mực thì các bạn sẽ dùng mực đặc này và đi nét thật nhanh. Như thế này thì khi mà cọ khô và mực đậm thì nó sẽ không loang mực. Thì cái giấy sinh tuyên này khi mà vẽ thủy mặc thì cần nhiều kinh nghiệm vẽ một chút và nó phù hợp với cái dòng tranh tả ý. Thật ra thì tất cả những cái bức mà mình học hôm nay thì cũng sẽ là theo phong cách tả ý. Nhưng mà như các bạn thấy là mình rất khó kiểm soát cái độ loang mực của cái giấy sinh tuyên này. Và ngoài ra một nhược điểm của giấy sinh tuyên mình không thích đó là khi mình vẽ đấy thì là nó sẽ mực sẽ thấm hoàn toàn sang mặt sau. Thì giấy sinh tuyên này được còn còn gọi là giấy xuyến sống, tức là họ làm từ mình cũng không nhớ chính xác, vỏ cây thì phải, vỏ cây, và sau đó thì họ không có gia công gì cả. Thì cá nhân mình thì mình không thích vẽ cái giấy sinh tuyên này. Ngoài cái chuyện loang mực này thì ngoài ra ví dụ như là mình muốn làm cái hiệu ứng gọi là gradient, tức là mực đầu thân mực thì là thân thân bút thì mực loãng, còn đâu đầu thì là mực đậm, nhưng mà như các bạn thấy là cái độ loang mực nó rất là mạnh, thế nên là rất khó kiểm soát. Tất nhiên là cũng sẽ có một vài họa sĩ hay là có một vài cái bức tranh nhất định thì sẽ phù hợp với cái dòng giấy này, nhưng mà mình thì mình không khuyến nghị cái việc dùng cái giấy này cho các bạn mới bắt đầu. Loại giấy tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn đó là giấy thục tuyên. Giấy thục tuyên này thì hay còn gọi là giấy xuyến chín. Thì như các bạn thấy mình bỏ cái lót ở dưới ra thì bây giờ không cần thiết nữa, bởi vì giấy thục tuyên là cái giấy mà đã được gia công và nó hoàn toàn không có độ loang mực. Nhưng mà buồn một cái là không có độ loang mực thì nó cũng không có cái độ thấm mực luôn. Như các bạn thấy là mình
để mực ở đây thì nó sẽ hoàn toàn nó trôi ở trên trên cái ở trên cái mặt giấy. Thì cái giấy thục tuyên này thì phù hợp để vẽ cái dòng tranh gọi là tranh công bút, tiếng Trung thì là cung bỉ, tức là vẽ tả thực và tập trung vào chi tiết. Thì cái dòng tranh này thì mình không học trong khóa này, và ngoài ra thì mình cũng không cảm thấy được cái dòng tranh này nó đẹp. Bởi vì với mình thì nếu mà muốn vẽ chi tiết, muốn vẽ tả thực, muốn vẽ chi tiết thì mình cảm thấy là màu nước của phương Tây thì đẹp hơn. Còn cái đẹp của thủy mặc là mình có thể tả ý, đó là có thể là chỉ một vài nét cơ bản nhưng mà cũng đã thể hiện được cái ý của người họa sĩ. Thì cái giấy thục tuyên này cũng hoàn toàn không không phù hợp với đa số các bức tranh thủy mặc, và nhất là không phù hợp cho người mới bắt đầu. Thì cái loại giấy mà mình recommend với các bạn, và mình thấy khi mà mình hỏi một số shop họa cụ thì họ nói là như trong khóa học này chúng ta sẽ vẽ tứ quân tử. Mình hỏi một số shop họa cụ thì họ có trả lời là nên dùng giấy xuyến sống. Thế nhưng mà bản thân mình thì mình xem kênh YouTube của những cái họa sĩ chuyên vẽ thủy mặc người Trung Quốc chẳng hạn, bây giờ thì họ cũng chủ yếu dùng cái giấy, đây là giấy bán sinh tuyên. Thì cái giấy bán sinh tuyên này thì như mình sẽ thử cho các bạn xem, thì như các bạn thấy là nó có độ thấm mực và mực thì hơi loang một chút, hơi loang một chút. Nên và với cái dòng giấy này thì hay ở một cái là mình có thể tạo được cái hiệu ứng, cái chuyện loang hay không loang thì có thể nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà mình có thể tạo được cái hiệu ứng với mực, tức là ví dụ như là cái bát này của mình thì là mực loãng này, mình rửa cái cọ, mình rửa bớt cái cọ đi cho nó thế đi, xong sau đó mình chấm vào cái đầu, vào cái này. Thì như các bạn thấy là trong ba cái dòng giấy này thì chỉ duy nhất cái dòng giấy bán sinh tuyên mình có thể tạo được cái hiệu ứng này, tức là pha màu hay là pha mực ở luôn trên cọ. Thì trong khóa học này thì chúng ta sẽ chủ yếu dùng cái giấy bán sinh tuyên này, và mình cũng nói một chút là khi mà mình đặt mua giấy bán sinh tuyên này ở một số shop trên Shopee thì rất nhiều shop giao nhầm cho mình sang giấy sinh tuyên, giấy xuyến sống. Thì là mình sẽ có cái phần review toàn bộ những cái shop họa cụ, mình sẽ nêu cái kinh nghiệm thực tế của mình là mình đặt mua như thế nào, giá cả ra làm sao và họ giao hàng như thế nào luôn. Thì đây là giấy bán sinh tuyên. Thì đây là ba cái dòng giấy chính của vẽ tranh thủy mặc, và trong khóa học này thì chúng ta sẽ chủ yếu dùng giấy bán sinh tuyên. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài loại giấy khác. Thì đầu tiên thì là giấy màu cổ. Thì ở đây mình chỉ có một tờ gọi là thục chỉ màu cổ thôi. Thì thật ra thì nếu mà mua ở Trung Quốc thì các bạn có thể mua được cả giấy giấy xuyến, giấy sinh tuyên, giấy bán sinh tuyên cũng màu cổ. Nhưng mà hiện tại thì ở Việt Nam thì mình mới chỉ tìm được một shop là có bán cái giấy màu cổ này. Nhưng mà tất nhiên thì đây là giấy thục tuyên. Tiếp theo thì là giấy tịnh bì xuyến chỉ và hoa cỏ xuyến chỉ. Thì hai cái loại giấy này như các bạn thấy là nó đều có những cái họa tiết. Cái hoa cỏ xuyến chỉ thì là nó được ép hoa, còn cái tịnh bì này thì nó được ép giống như là vỏ cây ấy. Thì mình cũng sẽ thực hiện một tác phẩm ở trong cái khóa học này là hoa cúc trên cái giấy tịnh bì xuyến chỉ này. Thì như các bạn thấy là vì khi mà vẽ tranh thủy mặc, nếu mà các mình chỉ dùng mực, chỉ dùng màu trắng đen trên nền giấy trắng thì nhiều khi nó sẽ hơi đơn điệu, nên là mình thấy là các họa sĩ vẽ thủy mặc người Trung Quốc họ cũng gần đây thì họ cũng hay dùng cái giấy tịnh bì này. Thì hai cái tờ giấy tịnh bì và giấy hoa thảo, thảo xuyến chỉ này thì mình mua ở ở Việt Nam, mình mua ở cái shop là cổ nghệ thương phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mình khá là thích bởi vì cái giấy này thì nó có cái độ loang mực hơn cái giấy bán sinh tuyên, nhưng mà được cái là như các bạn thấy là nó loang thì lại không không mạnh bằng, thế nên là mình vẫn có thể kiểm soát được mực, thế nên nó phù hợp nếu mà bạn vẽ những cái tranh mà bạn cảm thấy là bạn cần cái độ loang mực. Cái giấy hoa thảo xuyến chỉ này cũng thế. Thì
Thực ra thì cái họa tiết này mình nghĩ là vẽ thư pháp thì sẽ đẹp hơn, vẽ thủy mặc thì nhiều khi là nó sẽ làm cho hơi rối mắt. Chỉ trừ là nên nếu mà bạn vẽ trên hai cái loại giấy này thì chọn cái bức tranh mà đơn giản một chút. Sau cùng thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái loại giấy tác phẩm. Thì như các bạn thấy là cái tờ giấy để vẽ tranh thủy mặc, cái giấy xuyến này, nó rất là mong manh, nó rất là mỏng. Nên là khi mà vẽ xong ấy thì trước khi mà đóng vào khung treo lên tường thì mình phải qua cái công đoạn bồi tranh. Thì lát nữa trong phần cuối của khóa học này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn bồi tranh lên một cái tấm bìa cứng hơn ở nhà. Nhưng mà tất nhiên là cái khâu này thì nếu mà những cái bức tranh nhỏ thì các bạn có thể tự làm, còn những cái bức tranh lớn thì các bạn nên tìm đến những cái cơ sở mà họ chuyên bồi tranh để bồi. Thì mình cũng sẽ giới thiệu một số địa chỉ. Còn tự bồi ở nhà thì có một vấn đề là cái này thì ngoài cái chuyện biết làm như thế nào còn cần một số công cụ phù hợp, và ngoài ra nếu mà bạn không cẩn thận thì sau khi vẽ xong bức tranh thì có thể rách tranh. Thế nên là trên thị trường thì họ cũng bán một vài cái tờ giấy tác phẩm, tức là họ bồi sẵn. Nói thêm một chút, cái tờ giấy này thì mình mua ở Việt Nam thì họ đang bán khoảng giá khoảng từ từ khoảng 15 đến 20 nghìn một tờ A1. Còn cái giấy tác phẩm này thì cái này là khổ 33 x 33 cm, thì mình mua ở, mình nghĩ là giá thị trường cũng ngang ngang nhau. Cái tập này thì mình mua 10 tờ thì 90 nghìn. Thì tính nếu mà to hơn là 50 x 50 thì vào khoảng 150 nghìn 10 tờ. Thì họ bán một tập 10 tờ một thì tính ra thì cũng vẫn là rẻ so với giấy màu nước. Nên là các bạn cũng có thể cân nhắc là mình có thể vẽ tập ở trên cái giấy giấy chưa bồi này, và khi mà các bạn tập xong rồi thì các bạn vẽ luôn lên cái giấy tác phẩm này thì cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều công sức. Tất nhiên là mình mua cái giấy này ở trên thị trường thì có một cái số giới hạn. Ít ra là tại cái shop mình mua là Lộc Art Store ở thành phố Hồ Chí Minh, cái shop ở Tô Hiến Thành ấy, không phải cái ở Nguyễn Đình Chiểu đâu, thì họ chỉ có duy nhất một khổ là vuông. Thì cái lòng này thì là tròn hoặc vuông, có thể là màu cổ hoặc có thể là màu trắng. Thì mình có mua cái tập to, mình có mua cái tập to 50 x 50 cm, và mình cắt nó ra thành cái khổ A4 này. Mình cắt nó ra thành cái khổ A4 thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tác phẩm ở trên cái giấy cắt ra này. Thì đây là mình nghĩ là mình đã thông tin cho các bạn hầu như toàn bộ những kiến thức về giấy vẽ tranh thủy mặc. Thì mình sẽ viết một cái phần note về những cái địa chỉ để mua họa cụ và những cái kinh nghiệm bổ sung trong phần này.